Bạn có biết rằng mọi người thích xem video, những cái câu chuyện ngắn được làm từ hoạt hình? Và nếu như thực hiện đúng với kế hoạch này, bạn có thể kiếm được từ 15.000 cho đến 20.000 đô một tháng. Ví dụ đối với kênh này, thì chủ kênh này là một người Việt Nam mà mình biết, anh ta đã kiếm được 69.000 đô một tháng từ kênh này. Và đặc biệt là tất cả những công việc này sẽ được thực hiện dưới sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo AI, nên bạn không cần phải có bất cứ kỹ năng vẽ hoặc hình nào, hoặc yêu cầu những kỹ năng quá cao siêu. Điều bạn cần chỉ là làm theo 4 bước hướng dẫn trong video này là được. Bây giờ câu hỏi là tại sao bạn nên sử dụng kế hoạch này? Xin bật mí cho bạn biết là chúng ta có tới 3 phương pháp mà bạn có thể kiếm được tiền bằng cách tạo ra những video ngắn hoạt hình này. Và 3 phương pháp đó sẽ được mình tiết lộ ở cuối video, sau khi mình đã chỉ với bạn cách để tạo ra những video animation. Vì vậy, hãy xem hết video này để đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào nha. Và nếu bạn thấy video này hay, hãy cho mình xin một subscribe và comment bên dưới nếu như bạn muốn mình làm những video tương tự. Ok, hãy để mình tóm tắt cho bạn 4 bước thực hiện. Trước hết, chúng ta sẽ sử dụng Google Bard để tạo ra câu chuyện. Tiếp theo, sử dụng Leonardo AI để vẽ hình minh họa. Kế tiếp, sử dụng Runway ML để tạo ra những hình ảnh động. Và cuối cùng, sử dụng CapCut để hoàn thiện video. Đừng lo lắng, mình sẽ chỉ cho bạn chi tiết cách làm ngay bây giờ. Ok, bắt đầu nha. Bước 1, hãy bắt đầu bằng một kịch bản. Đối với điều này, bạn hãy tìm kiếm Google Bard và mở liên kết đầu tiên. Sau đó, yêu cầu Google Bard tạo cho bạn một câu chuyện ngắn Disney sáng tạo trong một đoạn văn. Và chúng ta đã có một câu chuyện ngắn rất đẹp từ Google Bard, có thể sử dụng cho video. Nếu như cái câu chuyện đó bạn chưa ưng ý thì hãy kêu nó làm lại. Và bạn cũng có thể tìm các câu chuyện ngắn tương tự bằng cách là search trên Google và kiểm tra nhiều bài viết khác nhau. Mình thì sẽ thường tìm ra một vài website có nội dung hay để lưu về sử dụng. Và bây giờ chúng ta đã có kịch bản của mình. Điều tiếp theo mà các bạn cần là hình ảnh minh họa. Bước 2, sử dụng Leonardo tạo ra hình ảnh minh họa. Trước khi làm điều này, bạn hãy yêu cầu Google Bard tạo ra 9 đến 10 đề xuất hình ảnh cho câu chuyện. Sau đó, hãy mở Leonardo AI lên để tạo ra hình ảnh theo đề xuất. Nếu như mà bạn chưa biết sử dụng Leonardo AI á, thì mình đã có làm video hướng dẫn. Bạn có thể bấm vào đây để xem thêm video hướng dẫn đó nha. Rồi, mở Leonardo AI lên, chọn tạo hình ảnh và lựa chọn số lượng hình ảnh. Tiếp theo, bạn lựa chọn tỷ lệ hình ảnh là 9x16 và cái model là kiểu hoạt hình 3D. Sau đó, sao chép những đề xuất từ Google Bard, dán vào trong đây và bấm chữ tạo Generate. Lặp lại quy trình này cho tất cả hình ảnh. Bước 3, tạo video từ hình ảnh. Để tạo video từ hình ảnh, bạn hãy sử dụng Runway ML để chuyển những hình minh họa đã tạo thành hình ảnh động. Các bạn mở Runway ML lên, hãy chọn là thử nghiệm miễn phí. Sau đó, hãy bấm vào tùy chọn là chuyển hình ảnh thành video, Image to Video ở trên trang tổng quan. Các bạn tải hình ảnh từ Leonardo AI lên trên Runway ML từng tấm nha. Và sau đó nhấn tạo, nhớ là đừng điền bất cứ chữ nào vào trong phần prompt này. Và cái video được tạo ra từ hình ảnh sẽ độ dài trong khoảng 4 giây. Đôi khi nó sẽ có những video không đẹp, chất lượng không tốt, thì bạn có thể lặp lại. Và bạn cứ lặp lại quy trình này cho tất cả các hình ảnh. Bước 4, hoàn thiện video bằng cách thêm giọng đọc, nhạc nền và phụ đề tự động. Thêm giọng đọc cho video bằng cách sử dụng CapCut. Bạn hãy mở CapCut lên. Sau đó tải lên tất cả video đã làm. Sau đó chọn phần văn bản, kéo và thả văn bản mặc định. Once upon a time, there was a little rat named Remy, who dreamed of becoming a great chef. Despite living in a family of street rats, Remy was always drawn to delicious food and longed to create amazing flavors. One day, Remy accidentally finds himself in Paris
and meets Alfredo Linguini, a clumsy young man working in the kitchen of the famous Gusteau's restaurant. With his keen sense of smell and natural cooking talent, Remy helps Linguini create exquisite dishes, making the restaurant more popular than ever. Và bước 5 là bạn tải video đó lên trên YouTube Shop, TikTok, Instagram, Facebook. Có 3 phương pháp kiếm tiền từ những loại video này. Đầu tiên là kiếm tiền từ view trên YouTube. Thứ hai là kênh của bạn có thể kiếm tiền được từ nhà tài trợ khi đã có một lượng view và subscribe nhất định. Để làm được điều này, bạn hãy để lại email và thông tin liên hệ để cho những nhà tài trợ có thể liên hệ cho bạn khi họ có nhu cầu đặt bài trên kênh của bạn. Và thứ ba là các bạn có thể bán sách, bán truyện tranh cho trẻ em theo phương thức là affiliate, để cái link affiliate dưới phần mô tả của kênh. Hy vọng bạn thích video này và đừng quên nhấn đăng ký kênh và comment cho biết là bạn muốn mình làm thêm video nào tương tự như vậy nhé.